Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự sân vườn có diện tích là 550 m², chiều ngang 12 m, chiều dài 45 m và được nở hậu là 13 m quý vị nhé. Một căn biệt thự sân vườn có diện tích đất khá là đẹp. Ở trước là khu view sân vườn phía bên phải của căn nhà, và ở ngoài là cổng cũng như con đường nhựa phía trước là đường nhựa rộng tầm khoảng 10 m thông. Bên trái của căn nhà có căn nhà gỗ ở đây quý vị nhé. Và đây là khu vực view sân. View sân quý vị có thể để được khoảng 5-7 chiếc xe hơi, rộng rãi, thoải mái ở khu vực này. Và căn biệt thự này có giá cũng rất là mềm. Quý vị xem hết video, Hồng Sơn sẽ review chi tiết cho quý vị xem một căn biệt thự vườn ở khu vực này, ở rất là mát mẻ quý vị nha. Khu vực đây thì rất ít công ty, xí nghiệp. Nhà này có địa chỉ tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên vị trí này thì giáp danh với thành phố Thuận An, cũng giáp danh với thành phố Dĩ An quý vị. Nhà này gần với ngã tư Miếu Ông Cù, cách ngã tư Miếu Ông Cù tầm khoảng 2 km. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Căn nhà này được xây ở giữa và phía bên phải màn hình quý vị có lối đi rộng tầm khoảng 2 m, ra phía sau là khu sân vườn. Bây giờ mình cùng di chuyển ra ngoài để tham quan con đường phía trước. Ngoài đây có vỉa hè rộng tầm khoảng 7 m quý vị nhé. Vỉa hè rộng tới đây và phía trước là con đường nhựa rộng tầm khoảng là 7 m đó quý vị. Đường nhựa thông rộng lớn ở khu vực này. Nhà có hướng Tây Bắc và đây là toàn cảnh ở khu vực ngoài quý vị này. Đây quý vị, đây là mặt tiền căn nhà. Hàng rào cũng như cửa được chủ nhà làm cửa sắt cắt CNC và làm khá là đẹp. Khu vực vỉa hè rộng này mình có thể để được khoảng 3-4 chiếc xe hơi ở ngoài đây nữa quý vị. Nhà có diện tích chiều ngang 12 m, chiều dài 45 m và nở hậu 13 m. Nở hậu đều luôn quý vị nhé. Phía trước có sân, phía sau cũng có view sân vườn. Một căn biệt thự một trệt một lầu trên cùng chủ nhà lợp ngói Thái. Một căn biệt thự chính chủ thiết kế xây để ở. Do điều kiện công việc, chủ nhà cần bán với giá khá là mềm. Chủ nhà đang gửi Hồng Sơn chào bán với mức giá 10 tỷ đồng quý vị. Giá 10 tỷ đồng chủ nhà chỉ bớt lọc thôi. Quý vị xem kỹ video, nếu thấy căn nhà này phù hợp, hợp lý thì có thể alo cho Hồng Sơn hẹn gặp ở ngã tư Miếu Ông Cù để đi xem trực tiếp. Bên đây là khu vực view sân và ngoài đây thì có chỗ để được 2 chiếc xe hơi, chủ nhà đã làm mái che sẵn ở đây quý vị. Tường rào hai bên thì được chủ nhà vẽ những bức tranh sơn dầu đầy đủ hết quý vị nhé. Tranh này là vẽ tay quý vị nhé. Và bên trái đây thì là được chủ nhà đắp tranh phù điêu, đắp nổi hết. Ở ngoài là mã đáo thành công, trong đây là những ao sen và cá chép. Trong đây thì có khu sen đó quý vị này. Một khu view sân vườn rất là đẹp. Trên đây là mặt tiền căn nhà. Nhà có địa chỉ tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với ngã tư Miếu Ông Cù, giáp danh giữa thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. View sân vườn phía sau mình có thể trồng rau, trồng cây ăn trái. Ở đây thì có những cây đu đủ này, cây mận, cây khế, cây xoài được trồng hết ở đây. Và khu vực này thì có đi đường dây tưới tự động hết quý vị. Ngoài sau thì có chuồng gà nuôi chó được ở khu vực này nhé. Bên đây thì có cây dừa, chuối ở đây nữa quý vị. Mặt tiền là mái Thái, ban công vuông rất là đẹp, lan can được chủ nhà làm sắt đúc cắt CNC. Trên đây là khu vực bậc tam cấp ở đây quý vị. Ngoài có cửa gỗ gò đỏ 4 cánh rất là lớn ở khu vực mặt tiền này. Khu vực mặt tiền quý vị nhé. Trên đây là đá hoa cương một tấm lớn ở khu vực này. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính 80-80. Khu vực phòng khách rất là rộng, mình có thể làm được 2 phòng khách luôn. Và nhà này được chủ nhà xây tường 20. Đây nha quý vị.
Bên đây là khu vực phòng khách này. Phòng khách đối diện đấy quý vị, có sofa, có tivi, kệ tivi cũng như những cặp lục bình. Chủ nhà để lại toàn bộ nội thất hiện trạng trong nhà cho quý vị khi mua về ở. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao kết hợp với đèn LED, đèn trang trí ở trên. Khu vực này được ốp gỗ hai bên. Trong đây nữa quý vị nhé. Một căn biệt thự sân vườn. Ở đây thì có bức tranh đồng ở đây quý vị này. Một căn biệt thự tổng diện tích là 550 m², chiều ngang 12, chiều dài 45, nở hậu là 13 m, nở hậu đều đẹp luôn quý vị. Giá 10 tỷ đồng chỉ bớt lọc thôi quý vị nhé. Quý vị xem kỹ video, nếu thấy căn nhà này hợp lý thì có thể alo trước cho Hồng Sơn để hẹn chủ nhà mở cửa cho quý vị xem. Mình di chuyển vào trong. Nhà này tổng có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Trong 4 phòng ngủ thì có 3 phòng ngủ có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Trong đây là khu vực phòng bếp. Và đây là lối đi ở bên hông này quý vị này. Lối đi bên hông. Trong đây có cái quầy bar ngăn cách phòng bếp và lối đi đây. Bếp cũng khá là rộng, có bộ bàn ăn, 8 ghế ở khu vực này rồi. Có tủ lạnh cũng như là bếp âm, quạt và tủ trên, tủ dưới. Đây quý vị nha. Một căn biệt thự sân vườn giá 10 tỷ đồng, tương đương như giá đất khu vực này thôi quý vị. Thời điểm này là thời điểm vàng để quý vị săn những bất động sản giá tốt nhất. Tuy nhiên nhà này chỉ bớt lộc thôi quý vị. Đây là khu vực quầy bar. Và bên đây sẽ có tủ rượu cũng như là vào trong đây là phòng ngủ tầng trệt. Tầng trệt có phòng ngủ và có 2 phòng vệ sinh. Phòng ngủ này thì chủ nhà hầu như là không sử dụng tới nên chủ nhà kê rất là nhiều tủ xung quanh để đồ. Nên là ở đây rất là nhiều tủ nhé. Mình dọn về ở thì bỏ bớt tủ này ra là phòng ngủ này cũng rất là rộng vì xung quanh đều là tủ hết. 4 tủ xung quanh. Và đây là phòng vệ sinh riêng ở trong phòng quý vị này. Phòng vệ sinh riêng có vách ngăn kính cường lực, nội thất cao cấp, bồn cầu tự động quý vị nhé. Hệ thống cửa nhôm Sinpha và cửa phòng ngủ được chủ nhà làm cửa khóa từ luôn. Cửa khóa từ đây và gỗ gò đỏ nguyên tấm. Và ở ngoài là phòng vệ sinh ở tầng trệt dành cho khu vực phòng khách ở ngoài. Vậy chi là khu vực tầng trệt có 2 phòng vệ sinh, 1 phòng ngủ. Và đây là cầu thang quý vị này. Nguyên khu vực này được chủ nhà đúc bằng hợp kim nhôm đúc quý vị nhé. Cái này là hợp kim nhôm đúc. Và tay vịn bằng gỗ gò đỏ đây. Một căn biệt thự sân vườn rất là đẹp. Có giá 10 tỷ đồng. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một cũng như thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lên lầu trên, ở đây có khu vực phòng khách thứ hai. Đây có khu vực phòng khách thứ hai quý vị nhé. Mình xem sơ qua ở ngoài rồi mình vào trong tham quan chi tiết ở trong. Phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng trong phòng và phòng ngủ này thì dành phòng vệ sinh ở ngoài dùng chung cho khu vực phòng khách thứ hai. Đây là phòng vệ sinh ở ngoài. Là phòng vệ sinh thứ ba rồi quý vị nhé. Và cửa phòng ngủ cũng được chủ nhà làm gỗ gò đỏ được chọn lọc rất là kỹ. Có khóa từ ở đây quý vị này. Khóa từ và vân tay. Trong phòng ngủ này thì có nội thất như máy lạnh, tủ áo, giường. Tủ áo hai bên quý vị nhé. Đây quý vị. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn và hẹn trước với Hồng Sơn để mình kêu chủ nhà mở cửa. Hiện tại nhà đang để trống quý vị. Và mình sang tới phòng ngủ thứ ba này. Bên đây là khu vực phòng ngủ thứ ba. Bước vào cửa sẽ có dàn tủ áo trên và dưới, ba cánh bằng gỗ đỏ luôn. Bên đây là khu vực giường ngủ. Giường ngủ này
Trong phòng này thì có hai cửa sổ quý vị, hai cửa sổ bên hông. Phía trong là khu vực phòng ngủ này. Và ở ngoài đây là khu vực phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ ba này. Phòng vệ sinh thì có vách ngăn, kính cường lực, nội thất phòng vệ sinh đầy đủ và dùng nội thất cao cấp luôn quý vị. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem và tham khảo. Quý vị thấy căn nhà này hợp lý thì có thể chia sẻ lên Zalo, Facebook cho anh em bạn bè người nhà mình cùng xem nhé. Bên đây có khu vực kệ tivi cũng như tủ tivi đây, có cái đồng hồ ở đây và ở đây có cái ban công ở khu vực này này. Cửa hai bên cũng được chủ nhà làm gỗ gỗ đỏ. Bên đây là view sân vườn quý vị nhé. Sân vườn của căn nhà kế bên. Ở đây thì có một bộ bàn ghế bằng gốc cây. Nhìn rất là hoành tráng và sang trọng ở đây. Mình không biết gỗ gì luôn quý vị. Bên đây là phòng ngủ thứ tư này. Phòng ngủ thứ tư. Vào cũng là dàn cửa gỗ đỏ. Sau tới là tủ áo. Nội thất cao cấp và phòng ngủ này rộng rãi này. Phòng ngủ này thì sử dụng cái phòng vệ sinh ở ngoài quý vị nhé. Và đây có ban công phía trước. Từ ban công thì nhìn xuống cái view sân vườn ở đây. View sân vườn đây. Tất cả hệ thống cửa sổ cũng như cửa chính được chủ nhà làm rèm hai lớp luôn quý vị. Bên đây thì có phòng ngủ đây này. Một căn biệt thự sân vườn. Có tổng diện tích 550 m². Quý vị có thể xem cụ thể chi tiết ở phần mô tả của video. Hồng Sơn sẽ để chi tiết ở phần mô tả video nhé. Bên đây là khu vực phòng thờ lớn ở khu vực này. Phòng thờ thì mình quay ở dưới thôi quý vị nhé. Phòng thờ có bàn thờ rất là lớn ở đây. Có ban công phía trước và có cửa hai bên. Đây quý vị, cửa gỗ gò đỏ. Lan can được chủ nhà làm sắt đúc cắt CNC. Đây quý vị, từ vị trí này thì mình nhìn xuống cái view sân vườn phía trước này. Đây. Hai bên có hai cột ốp đá hoa cương lớn ở đây. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh cũng như ấn chuông và lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà. Alo trước cho Hồng Sơn nhé.